Chào bạn đến với kênh của ZoomMV, một cái kênh chuyên cung cấp kiến thức về lập trình di động. Đấy, hiện tại thì mình đang phát triển mảng mobile Java. Thì đây, thì tương lai thì mình sẽ phát triển thêm những ngôn ngữ khác. Đấy, và những ở cái nền tảng khác. Thì nối tiếp cái video lần trước, thì lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm con game đuổi hình bắt chữ. Mình hay nhầm bị con game ai là triệu phú rồi nhá. Các bạn rảnh các bạn hãy vào, sẽ có thể vào để xem cái cách làm con game ai là triệu phú nhá. Rồi bắt đầu nhá. Thì ở lần trước mình có hướng dẫn các bạn cái tính năng gợi ý. Thì ở này mình sẽ hướng dẫn các bạn tính năng đổi câu hỏi. Ok chưa? Đấy. Bây giờ ví dụ bấm vào đây này, sẽ đổi câu hỏi này. Đấy. Thì bây giờ đi đổi câu hỏi. Thì ở bên này mình sẽ thêm một cái hàm on click cho cái nút này. Đó, đổi câu hỏi. Ok, đổi câu hỏi này, mình sẽ click đây. Tạo một cái on click trong này. Đấy, và đơn giản các bạn cứ copy cái thằng trước tiên mình sẽ copy thằng này, mình kiểm tra xem người dùng còn tiền hay không. Thằng này sẽ mất 10 tiền nhá, mỗi đổi một câu hỏi nó mất 10 tiền. Đấy, còn nếu như mà nó đủ tiền ấy thì mình sẽ gọi cái hàm đó chính là hàm đây, chính là hàm hiện câu đố. À, ok đấy, thế là xong, đơn giản, easy game. Mày run nào, xem cái chức năng đổi câu hỏi ok chưa. Rồi ok, hiện tại mình không có tiền đúng không? À, ví dụ như kiểu là bây giờ mình bấm, mình cứ trả lời đúng câu này kiếm tiền trước đó nhá. Đâu xa mà. Đấy, mày bấm đổi câu hỏi. Đó. Bấm đổi câu hỏi, hiện tại đổi rồi nhưng mà cái tiền mình chưa đã update lên trang này không? Nó là do lý do này. Đấy, mình chưa copy thằng này. Đấy, tiền sẽ trừ đi 10. Đó, về run lại này. Rồi, bây giờ mình bấm đổi câu hỏi luôn nhá. Đổi câu hỏi. Đó, tiền về không. Ví dụ hết tiền rồi mà bấm này thì hiện như là bạn đã hết tiền. Đấy, tiền. Rồi, ok, cái tính năng này nó ngắn lắm. Chỉ có thế này thôi. Đấy. Thì hiện tại ấy, số câu hỏi của mình đang rất ít đúng không? Đấy, thì ở video hướng dẫn tiếp theo ấy, mình sẽ cho các bạn cái tạo ra một cái API để trả ra câu hỏi. Đấy, để trả ra câu hỏi và mình sẽ lấy những cái câu hỏi đấy hiển thị trên này. Đấy, ok chưa? Rồi, video của mình sẽ được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vẻ. À, quên! Nếu các bạn thấy thích thì nhớ ấn đăng ký và like video cho mình nhá. Còn nếu có ý kiến gì thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Ok. Rồi, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học trình vẻ.